Khi bạn đầu tư bất cứ lĩnh vực gì mới thì bạn cần phải xác định rõ là phải được pháp luật bảo hộ trước khi bạn đầu tư, tức là bạn phải xin được cấp phép, bạn phải có được cái là giấy phép của bên chỗ bộ chủ quản hay là của bên chỗ cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta đầu tư thì mới an tâm an toàn. Cách đây khoảng tầm 4 năm khi mà chúng tôi nhảy vào lĩnh vực mới để kinh doanh với một đối tác, thì trong lúc mà chúng tôi nhảy vào đó thì lúc đó là bên chỗ đối tác đã có cam kết sẽ là xin được cái phần cấp phép của bên chỗ bộ chủ quản. Thế nhưng mà sau khi mà chúng tôi đã đầu tư một cái lượng tiền cũng tương đối, nhưng mà về sau thì là bên chỗ đối tác đã không xử lý và không xin được cái cấp phép của bên chỗ bộ chủ quản đó, và toàn bộ cái số tiền chúng tôi đầu tư ra để phát triển sang cái lĩnh vực mới như vậy thì cuối cùng là chúng tôi đã không lấy lại được và chúng tôi đã phải bán đi những cái đầu tư như vậy. Thế và đây cũng là một cái bài học mà rất là đau đớn khi mà đầu tư vào những cái lĩnh vực mà đầu tư vào những cái mảng mà không được pháp luật bảo hộ. Thế vì vậy cho nên là tôi cũng muốn là nhắc các bạn, khi bạn đầu tư bất cứ lĩnh vực gì mới thì bạn cần phải xác định rõ là phải được pháp luật bảo hộ trước khi bạn đầu tư, tức là bạn phải xin được cấp phép, bạn phải có được cái là giấy phép của bên chỗ bộ chủ quản hay là của bên chỗ cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta đầu tư thì mới an tâm an toàn để chúng ta bảo vệ những đồng vốn của chúng ta và chúng ta làm sao là làm đúng với lại pháp luật. Cảm ơn bạn. Để theo dõi nội dung tiếp theo của chủ đề 99 điều nên làm trong quản trị và phát triển kinh doanh, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất của phần tiếp theo nhé.